おじさん、私もう大丈夫。本当に。うん、元気だよ。うん。
để ngày mai không á. Ngủ luôn. Cái thằng mập này đúng ra là không nên rớt nữa. Nhưng mà cái bữa thứ gian thì trang phủ con chán rồi mà không rớt nữa. Đánh gì vậy trang này? Nói gì vậy? Chết rồi. Mà hai thằng kia thì chắc chắn là không có được trước nữa. Hai cái thằng giống như cánh bình thường tận gió. Thằng còn lại đánh này, nhưng mà thanh niên này thì anh cũng không có thích thanh niên này cho lắm, cho nên không có được rồi. Ngủ lề cho nên rốt thay thằng mấy thằng mini boss hết rồi mà, chứ không có quẩy hai thằng chim dài với thằng kia đâu. Nhưng mà được quẩy hết ba thằng cuối thôi, nói ba thằng nhưng thực ra là hai thằng. Đúng là thanh niên này không có nên rớt đi, nhưng mà thôi, tại lười với lại không có thích thanh niên này. Anh không có thích cái thằng mập này mới cái kiểu design rẻ tiền vừa lừa. Đồng ý thằng này là cái thằng lạ nhất trong bốn thằng á, tại vì có ráp với lại có thiên là vui xếp đi che này, cho nên không thích, không thích cố gắng thanh niên này nữa. Vừa nói vừa chọn cái Chỉ còn một xíu nữa thôi nhưng lại già chết không. Nhưng mà mục tiêu tại vì tuần này anh bị mấy thằng chơi có rồi check lên công ty luôn anh, cho nên là hơi bị bận. Nhưng mà ít nhất về trong tuần sau hoặc là ít nhất trong tuần sau phải xong chỉ tiêu xe chi đô anh, để còn qua năm mới. Mỗi thằng nghỉ một thôi. Cái cùng với nó mới làm lại cuộc đời. Có cái gì vậy? Dạ. Chạy đi.
Chứ không biết dễ không nữa, tại vì phải xong hai cái giao lép kia nữa, không xong cái cuối cùng được, tại cuối cùng nó dài đúng không, mà không có reward gì hết, kiểu thiếu tinh thần. Nhưng có cứ để dành nó cái phần này còn có thêm cái cớ để quay lại, ai biết được lỡ nếu có video xây mới xong tập thêm mấy cái gì vậy chứ. Đi vô xe chứ đi chơi cua nó có thì đó thì chỉ tiêu là vậy không mà chứ đâu gì đâu, nhưng mà từ đây mà cho tới tuần sau mà cũng được đi để xin nghỉ đi. Làm có nhiêu đó ngày cho nên xin nghỉ được có nhiêu đó ngày thôi, nhưng mà thật sự thì mà bảo cái cuối cùng mà lại không tính gì qua chỉ có tên vừa nào đó. Có nhưng mà giữ ra gì mà cũng bị lóc ra luôn.
đánh lại hàng đó à, đánh lại hàng đó thì ok mà. Tại hàng đó hay, không có vấn đề mà. Nói chung mấy thằng inner bây giờ mới có mà này, cho nên đánh cũng không có bị chán. Một hai mạng xong với một lần. Trong khi con bước phụ nãy giờ không biết có bao nhiêu mạng trong như này, đã dự còn chờ một mạng luôn rồi. Chảy đi. Nhưng em giữ tinh thần nhé, kéo tích thằng bọc này chút nào. Đặc dự thanh niên này là thanh niên khác nhất trong vương thần. Cái mô tổ cho nên phải để ý là cái gao led phải công nhận là rewind nó cứ giảm dần đều mới. Cái đầu tiên thì lại được nhiều nhất, rồi cái thứ hai, cái thứ ba là mỗi cái skin rồi, rồi lên cái thứ tư không còn gì nữa luôn. Vậy vậy. Thật sự chắc chắn là phải có gì nữa, chứ tôi tin được là không có gì nữa. Cái thứ tin được thì chắc chắn là phải có. Giết nó dễ rồi, cho nên giết luôn đi chứ. Chú đánh hai thanh niên đã có lần nào chú chấp cả hai chứ. Nghe nó hát co và lời là... đi đường nào rồi nhỉ? Nhưng mà thật quá, giờ kiểu để đó đi mai mốt có đi thế nào cũng phải ẹp thêm gì qua chứ giờ. Có mười mấy con bố không có gì qua gì hết, nghe chán không? Vậy thì chỉ có... Vậy thì anh rớt hai thanh niên này thôi, nhưng mà chơi bình thường thôi chứ không có gì mà tại thanh niên này không có ghét. Vậy thì con đi xong hai thanh niên này là rất là mạnh, rất là sớm chứ. Hai thanh niên này nè. Cái hàng dài thì khỏi nhớ rồi, nhưng mà ý anh chấp hai hàng là hai thằng này đấy. Có lần nào chứ chấp hai hàng này chứ chết lộ nó đây thì tôi chứ thấy thật là cũng phải giết một thằng thôi, giết một thằng hoặc thật nhất là chọn một mạng của thằng kia chứ không có ai solo như thế này chứ.
nhắc ý anh hỏi là hai thanh niên này. Binh này giết hai thanh niên này đầy cách giết mà. Nhưng mà chơi đàng hoàng nhất là chấp luôn cả hai thằng cùng lúc thì anh chưa làm cũng không có thấy ai làm. Tại vì lúc nào chơi này cũng phải chọn một thằng thôi. Tại vì hai thanh niên này có nhiều cách giết luôn. Nhưng mà thường thì chọn. Nhưng mà anh đã fail mẹ nó rồi. Được. Thì bạn nhớ làm được mà. Thì bạn nhớ hồi đó anh làm riết luôn. Chơi cái gì cho nó ngầu vậy ta? Em làm lên cao dễ thôi, em cần lên cao coi dễ chứ dễ, tại vì mấy cái auto tích thì nó quan trọng rồi là với lại đẹp nữa. Thực sự nó thiệt với chú chẳng qua là tại vì chơi trên console không mod được thôi, chú mod anh cũng mod thôi. Quan trọng không phải là nó gọi là cheating hay là gì chú, thực sự em đầm lên cao là dễ chơi lắm luôn á, nhưng mà nó đẹp đúng không? Nó còn đẹp nữa. Tại vì em làm xài nhiều nghệ thuật còn này chứ có thể rồi. Nhưng mà cái gì á. Em tay mất chị. Trời ơi đó. Đúng rồi. Thực sự là không thể nói là nó khó, nhưng mà nó nghệ thuật thôi. Cái đó là chắc chắn luôn. Tại vì anh cũng thích mà. Tại mà tại không mod được thôi chứ mod mình cũng mod lên 99. Xài cho thích luôn. Tại em làm đẹp rồi. Những cái ngầu nhất của cái game này là ở cái em làm chứ đâu. Nên hay nhất là những thứ là cái cách tận dụng đó. Chuyện cứ là cái cách tận dụng chứ.
chục cốt lõi của cái game này là ở trên làm được một thôi khi xanh thì chịu. Giống như cái này này, anh cũng thích xài nữa. Anh cũng thích xài cái bút ra vành này, này nhưng mà xài hơi ngu. Tại cả đời có xài đâu, anh cũng nói chứ là đời xài chỉ có xài dùng. Có người bị vậy. Vẫn muốn xài là xài cái kia nha, xài chủ yếu, xài dùng, dùng báo với lại cái cái thứ cũng làm cái gì hết vừa này gâu top á, thì sau này update lên cái Dalila đó nè, nửa xài cũng ít nữa, chủ yếu là ba món đó tôi ít thôi. Nói chung là thấy nó khác chứ không hẳn là thấy kiểu là tăng độ khó lên 10 lần thì không hẳn đó, ý anh là vậy thôi. Nó vẫn sẽ khó hơn rồi nhưng mà nó khác nên, tại vì em cũng thích mà thích xài em làm được rồi. Cái lý do mà hồi đó anh không có xài cái này là tại nhớ hồi đó là bây giờ nó đi ý là bật này không mất, hồi đó bật cái này là bật điện anh có chứng hay không cũng mất, bây giờ bật không mất cho nên anh thích xài lại. Chứ hồi đó là cái này gì, kiểu gì cũng thích. Thank you.
cái hướng kia chỉ như là cái sông thanh niên kia rồi cứ đánh trong nhà bị mất cái hướng kia mấy cái con này cứ để dò trừ sẽ thương lâm như hơi nắng bắt chất qua Yakuza đi nè tại em định chơi tới 9:30 rồi ngủ sớm mà đi tiếp tục đường trời rồi các thứ các thứ. Tại kiểu gì mà chứ cũng bị gan rồi cho nên đi dài xe Kiro cũng không có hay luôn. Gì mà nghe vừa có hai người khó chịu vừa vừa có hai người như hai người coi 2 giờ tất nhiên gì được chết 3 người chết nhưng mà tên sai sai lần sơ và là anh không tính. Chết luôn thì buồn vừa lẽ quýt mẹ một con bút hình như EC đâu có cách nào để chơi bẩn đâu đúng không ta không biết có ai có tìm hiểu cái cách nào để chơi với EC đâu chứ mấy lần chơi với EC trên tinh thần được biết bút thôi chứ đâu có biết gì mà chơi hay là gì với eSIM thôi. Thực sự anh thấy đánh với eSIM kiểu get good thôi chứ không có cái gì rồi là chi đúng không ta, không biết ít ra cái lúc mình đánh thì là vậy giờ có thằng nào tìm ra cái gì không thì không biết. Có mấy chất cơ rồi ta Yeah.
대후대 속에 난 넌데 キリュウ、そろそろ時間だ。ええ、10年前と今の錦山は別人だぜ。何に仕掛けてくるかわからねえぞ。ええ、遥を頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、10年前とあんまり変わってねえよな。いらっしゃいませ。
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ。あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。遥かのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それはそうだ、ユミの指輪だよ。
こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは東城界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で東城会のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。ねえ、なんで。Nó không có đánh lộn gì hết à. Mất công mình chuẩn bị vậy. おやじ、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。久しぶりです、キリュウの王子。親父の命令です。恨まんでください。やれ。
Thank you.
Nope.